sắm đã trở lại từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Mọi người tham gia sự kiện sẽ có cơ hội mua một vật phẩm siêu hot với mức giảm giá lên tới 60%. Tới luôn anh em ơi! Danh sách vật phẩm mỗi người sẽ khác nhau. Mỗi người sẽ chọn 3 vật phẩm để nhận mức giảm giá cụ thể. Một vật phẩm được giảm 20%, hai vật phẩm được giảm 40% và 3 vật phẩm được giảm tới 60%. Trong suốt sự kiện, bạn có một lượt làm mới danh sách vật phẩm miễn phí. Ngoài ra, bạn có thể dùng kim cương để làm mới vật phẩm. Tất cả vật phẩm sau khi mua sẽ được gửi thẳng vào tủ đồ. Bạn có thể kiểm tra những vật phẩm mình đã mua qua sự kiện bằng cách vào lịch sử. Mua sắm khuyến mãi, vào game tham gia ngay thôi! Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gaana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.